Tiếp theo tôi chia sẻ với các bạn về cái phương pháp kinh doanh và làm dịch vụ, hành nghề tức là dịch vụ, đúng không? Trong những thời buổi cạnh tranh, kinh doanh làm dịch vụ và kinh doanh trong môi trường cạnh tranh. Trước hết là chúng ta phải hiểu được như này. Bây giờ chúng ta không phải giống ngày xưa, một bác thợ sửa chữa trong cả cái huyện này nó chỉ có một bác thợ sửa chữa, cùng lắm là hai bác thợ, thì hàng nghìn người đi sửa mới có một người phục vụ, đúng không? Hay là 100 người sửa mới có một người phục vụ, một người bác ấy bán cái gì thì 100 người khách mới có một người bán hàng. Thì tôi sẽ chia ra cái cấp độ làm dịch vụ, tức là một người phục vụ cho, gọi là một người sửa, đúng không? Hay là một người bán, đúng không? Thì phục vụ cho 100 khách, đúng không? Một người sửa hoặc là một người bán hàng, một người sửa máy phục vụ cho 100 khách. Thế thì lúc đó thì vì là cái số lượng khách nó rất là đông, ví dụ như một ngày có 100 khách đến, thì cái người sửa này người ta làm không hết việc, cho nên người ta sửa thế nào cũng được, đúng không? Thì cái này là người ta sửa theo ý của người ta, ý của người ta, người ta sửa một cách áp đặt, người ta sửa thích làm kiểu gì là, rồi thì sửa đắt cũng phải sửa, đúng không? Rồi thì không tôn trọng khách, người ta vẫn cứ phải quay lại bởi vì người ta không còn cái lựa chọn nào khác, đúng không? Nha. Thì đấy là cái lần đầu tiên là như vậy. Thế còn khi mà bán hàng, một người bán cho 100 người mua, 100 khách sửa thì như này, 100 khách mua, vì nhiều người mua thì tôi không cần bán cái mà ông cần, tôi bán cái tôi có, ông thích thì mua, ông mua không thích thì người khác, đúng không? Thì bán cái mình có, bán cái mình có, tôi có cái gì tôi đem tôi bán, ông không mua thì người khác mua, thì 100 người mua rồi. Cái thời này nó qua rồi, qua lâu rồi, đúng không? Và đến bây giờ nó tăng lên là 20 người sửa hoặc là 20 người bán thì mới có 100 khách. 100 khách bây giờ chia cho 20 này, thì tôi lấy ví dụ như là tăng lên 10 đi, 10 đi, 10 người sửa, 10 người bán, thì bây giờ cái số lượng người mua thì trừ đi 10 ông này thì còn có 90 thôi, còn có 90 thôi, người đi sửa hay là 90 người khách mua hàng. Và nếu như ông sửa theo cái thái độ này, sửa đắt là một, không tôn trọng khách hai, thì người ta sẽ sang ông khác, có 10 ông rồi, 10 ông rồi, đúng không? Thì cái này là phải thay đổi thái độ này, thay đổi thái độ phục vụ này, phục vụ này, và giảm giá này, giảm giá xuống, không thích lấy bao nhiêu thì lấy được. Thứ hai là 10 người bán 90 khách mua, bây giờ ông bán cái người ta không cần, không người ta mua, ông phải bán cho khách cái mà người ta cần, người ta cần. Thế còn ông bán cái người ta không cần, không người ta mua, đúng không? Đấy. Thứ ba là tiếp tục cái giai đoạn này khốc liệt hơn, là có 30 người sửa hay là 30 người bán, 30 người sửa, 30 người bán hàng, đúng không? Thì đến bây giờ là gì? Còn thay vì 100 người chia cho 30 còn có 70 người thôi,
70 người đi sửa, hay là 70 người, 70 khách mua. Bây giờ như này, bây giờ ông phục vụ tốt rồi, ông giảm giá cho khách rồi, ông bán cho người ta cái cần rồi, nhưng ông phải cho người ta, ông phải làm sao đó để người ta quay lại, phải sửa hay là bán sao cho khách nó phải quay lại mua đây này, sửa này hay là bán này, sao cho khách nó phải quay lại nhiều lần, nhiều lần, hay còn gọi là khách quen, giữ khách quen. Ông phải làm sao để ông giữ được khách quen, giữ được khách quen thì ông mới sống được. Còn ông mở ra ông chỉ làm cho người ta đúng một lần người ta chạy mất thì ông sẽ chết nhá. Giữ được khách quen đấy, cho nên là bây giờ sửa là gì, không phải là chúng ta cứ sửa cắm đầu vào sửa. Ngày xưa thì làm thợ, khách hàng vào hỏi câu đầu tiên giả điếc, cắm xuống sửa tiếp, cắm đầu xuống sửa tiếp. Câu thứ hai ngẩng lên, gì đấy, ông hỏi gì đấy. Câu thứ ba, tôi đang bận, anh cứ để đấy, để tí tôi rỗi thì tôi kiểm tra thôi. Đấy, thì bây giờ, thời buổi bây giờ, anh làm như vậy thì được một hôm, hai hôm sau anh ngồi chơi sư nước, đuổi rồi nha. Mà bây giờ phải làm sao? Phải có bàn uống nước, mời người ta uống nước, đúng không? Phải hỏi thăm xem người ta, máy móc người ta làm sao, đang bị hiện tượng gì. Đấy, tư vấn cho người ta. Còn nếu mà bán hàng thì phải hỏi xem người ta, tâm lý người ta cần cái gì. Và sau cái phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phương pháp bán hàng. Đây là phương pháp, tức là gì, phải lấy được trái tim của khách hàng, tức là người ta phải có thiện cảm. Anh phải tạo ra được cho người ta cái thiện cảm để người ta thấy rằng lần sau người ta sẽ đến với anh vì cái thiện cảm này, chứ không phải vì anh sợ tốt nhá, thì anh mới giữ được khách. Thì bây giờ trong cái thời buổi cạnh tranh khốc liệt bây giờ thì nó lại như vậy, chứ không phải như ngày xưa một người bán vạn người mua, một người bán trăm người mua, một người sửa hàng trăm người đi sửa. Thì bây giờ thời buổi đó nó không còn. Cho nên chúng ta muốn thành công được, chúng ta phải thay đổi cái thái độ phục vụ, thay đổi thái độ phục vụ, tức là gì, các bạn không chỉ sửa máy cho khách mà phải coi khách không phải là thượng đế. Thượng đế thì nó hơi khách sáo. Coi khách như người nhà, các bạn hãy coi khách như người nhà, như một người anh ruột của mình nha. Các bạn hình dung là các bạn đang sửa ông anh ruột của mình, ông ấy mang cái máy đến nhà mình, ông ấy nhờ sửa, thì mình sửa làm sao đó giống như phục vụ anh ruột của mình, chứ đừng phục vụ khách. Các bạn, người ta hỏi các bạn không thèm trả lời, các bạn không thèm tư vấn, người ta đứng khát khô cổ các bạn không mời người ta được một hớp nước, thậm chí các bạn còn không mang ghế cho người ta ngồi, bắt người ta đứng. Thì tôi xin hứa các bạn giỏi đến mấy thì các bạn cũng giải nghệ sớm nha. Bây giờ thời buổi bây giờ nó khác, các bạn phải coi khách như là người trong nhà nha, thì các bạn mới có giữ được người ta. Thứ hai là bây giờ ví dụ các bạn muốn bán được hàng thì các bạn phải cần cái yếu tố gì. Thế thì bây giờ tôi lấy ví dụ, các bạn mở một cái cửa hàng ra thì trước hết là các bạn là phải tìm hiểu xem là cái người khách hàng người ta cần cái gì. Các bạn muốn thành đạt, các bạn muốn giàu có thì các bạn bên cạnh các bạn sửa chữa, các bạn lên kinh doanh thêm. Bởi vì như này, phi thương bất phú,
Nếu như các bạn mà không kinh doanh thêm thì người khác có thể cũng sẽ kinh doanh. Tuy nhiên, cái người người ta không có nghề thì người ta sẽ không thể cạnh tranh được với bạn có nghề. Ví dụ người ta đi mua một cái điều hòa, người ta không có nghề, vào một cái người bán không có nghề, khách hàng người ta hỏi 2-3 câu, người ta không biết nghề, người ta không biết cách tư vấn. Nhưng vào đến chỗ bạn, bạn biết nghề, bạn biết cách tư vấn, bạn bảo người ta lên mua cái này, nó có ưu điểm này, có chất lượng như thế này, máy kia có nhược điểm kia, thì người ta sẽ nghe các bạn và người ta sẽ tin các bạn và người ta sẽ mua của các bạn. Đấy là cái lợi thế của các bạn khi các bạn có nghề, thì các bạn hoàn toàn có thể kinh doanh. Tuy nhiên các bạn, như vừa rồi tôi đã trình bày, là các bạn không nên đầu tư quá cái khả năng của các bạn quá nhiều đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể kinh doanh. Và trong kinh doanh thì nhiều khi các bạn bày ra nhưng người ta, tôi lại nói ví dụ như này, ở cái khu nào đó chỉ một mình bạn bán thế nào cũng được, vừa bán vừa đuổi khách, người ta vẫn cứ đến với bạn bởi vì người ta không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên bây giờ trong một cái hàng phố có 10 người bán, bạn là người thứ 10 ra sau, làm sao để bạn lấy được khách? Thì bạn hãy nhớ cho tôi, bạn tìm hiểu cho tôi cái tâm lý của khách như sau. Nếu bạn hiểu được cái tâm lý này thì các bạn sẽ chiến thắng. Thì cái khách người ta mong muốn như thế này, người ta đến người ta mua hàng của bạn, thì người ta đầu tiên người ta mua lòng tin của bạn, tức là người ta có tin các bạn hay không, thì nhìn mặt cái ông này có tin, có đáng tin hay không, hay là nhờ ông bạn này ông bạn kia giới thiệu đến chỗ này, thì đấy là cái người ta đã mua được cái lòng tin của bạn thông qua một ông bạn nào đó. Thứ hai là mua cái thích thú, cái sự thích thú hay là cái sở thích. Khi người ta đã thích cái gì đó rồi thì đầu tiên bạn đừng có tư vấn ngay, bạn hãy gợi ý cho người ta thích cái gì đó. Và tôi lấy ví dụ như đầu tiên là đến thì bạn đừng có tư vấn ngay, người ta chưa nói ra ý thích, người ta bạn đừng hay mà bạn hãy phải gợi ý xem người ta thích cái gì. Tôi lấy ví dụ ông này ông đi mua điều hòa, ông chỉ thích ba la, thế thì bạn mà cứ tư vấn cho người ta lấy đai kim thì bạn thất bại. Một, người ta sẽ không mua của bạn. Hai, người ta mua rồi và rất có khả năng người ta sẽ đến người ta đổi, người ta bắt bạn đổi. Thì bạn đừng có tư vấn ngay, mà bạn hãy gợi ý cho người ta, trả lời người ta đang thích cái gì. Và sau khi người ta thích pala rồi thì bạn sẽ tư vấn, nhấn vào cái pala đó, những cái ưu điểm của cái pala đó để người ta thích hơn. Và đấy là cái người ta sẽ mua cái thích thú đó. Thứ ba là bạn có thể cam kết được hay không. Cam kết. Bây giờ bạn có nghề, bạn rất dễ cam kết. Cam kết bảo hành. Cái thằng không có nghề nó không bao giờ dám cam kết với khách như này. Người ta, ví dụ thằng không có nghề nó bảo hành cho khách 6 tháng, bạn bảo hành cho khách 1 năm, nó chết ngay. Cam kết bảo hành, cam kết chất lượng. Nếu như mà anh mua phải cái đồ mà chất lượng kém, đến đây tôi đổi cho anh cái máy mới. Nếu như anh mà đổi mà vẫn không đồng ý, tôi trả lại anh 100%. Tôi đảm bảo cam kết với anh về chất lượng sản phẩm. Thứ tư là các bạn nên khen khách hàng. Các bạn nên khen người ta một câu, đúng không? Hôm nay anh rất là phong độ, đúng không? Dạo này anh trông rất là phong độ. Và hôm nay anh đến anh mua giúp em cái gì đây, đúng không? Khen một câu không thừa. Và ai, người đàn ông nào cũng thích được định, đúng không? Đàn ông thì khen phong độ nhé, còn phụ nữ thì khen đẹp. Hôm nay người đẹp đến mua gì cho em, đúng không? Thứ tư là các bạn hãy trao quyền lực cho khách. Khách thì thích thể hiện mà mình là người đúng. Ví dụ như là bạn đang tư vấn cho người ta muốn lái về một cái dòng sản phẩm nào đó mà có lãi suất cao hơn, nhưng người ta bảo là tôi không thích cái này, tôi thích cái kia, thì các bạn phải tôn trọng người ta. Và trong trường hợp mà có lại ra cái sự tranh luận thì các bạn phải nhường cho người ta là người đúng, bởi vì khách hàng luôn luôn thích đúng, luôn luôn thích được khen là đúng. Bạn mà chê khách hàng, em bán cho mọi người đều bảo cái này tốt, và tại sao anh lại chê cái này của em không tốt, chỉ có anh là cái người không hiểu biết, thì các bạn nói câu đấy là các bạn đã hạ thấp quyền lực của khách, và như vậy là người ta sẽ không muốn mua hàng của bạn. Và cuối cùng là bạn sẽ trao cho người ta sự an toàn.
an toàn. Liệu rằng khi người ta trao tiền cho bạn, người ta mang cái hàng của khách của bạn về, thì người ta có an toàn hay không? Hay là tôi lấy ví dụ như này, an toàn về sản phẩm, an toàn về ví dụ như trong bán hàng mà bạn có hai nhân viên bán hàng lại xì xào với nhau nói về cái chuyện riêng, thì khách hàng người ta ngồi đấy, người ta một cái người khách người ta xấu xí, người ta đến người ta mua hàng thì người ta nghĩ rằng hai cô kia đang nói xấu mình, thì người ta lại không nghĩ rằng là hai người đấy đang nói chuyện riêng. Thì cái đấy là cái sự an toàn các bạn cũng phải lên đặt cho khách, tức là người ta vào cái cửa hàng của mình là người ta được an toàn tuyệt đối về tất cả mọi cái, về kể cả thể xác, kể cả tinh thần. Ví dụ như là nói đơn giản, người ta đi một cái xe đẹp, người ta đến thì các bạn cũng phải tổ chức trông xe cho người ta, ví dụ đấy. Và sau đó là giá cả và công năng sử dụng. Thì khi mà các bạn quảng cáo một cái sản phẩm, các bạn cứ nhấn vào công năng của nó tốt như thế nào đó, và cuối cùng cái giá của nó như thế nào đó, thì cái này là cái mà nó thể hiện ra bên ngoài, tức là nó thể hiện ra ngoài. Và cái này là cái để người ta đầu tiên để người ta so sánh cửa hàng của bạn có những cái gì nó thể hiện ra ngoài. Và trước khi người ta đến cửa hàng của bạn, người ta sẽ nhìn vào cái này, người ta sẽ nhìn vào bạn bán giá bao nhiêu và cái công năng của cái máy đó là cái gì. Nhưng mà sau khi người ta đến cái chỗ bạn rồi thì người ta lại muốn có cái này, thì người ta gọi cái này là cái không thể hiện ra ngoài, không thể hiện ra lúc đầu. Nhưng cái này lại là cái để cho người ta quay lại, cái để người ta quay lại. Các bạn lưu ý như vậy, bạn bán hàng cho một ông khách nào đó mà ông có giới thiệu cho hàng xóm đến mua hay không, ông có quay lại mua lần thứ hai không, là do cái này, là do sáu cái này. Các bạn chú ý như vậy. Còn hai cái này nó chỉ mang tính chất người ta đến mua lần đầu tiên, người ta tham khảo thôi, người ta chưa mua của bạn, người ta đến người ta khảo giá xem ra làm sao thôi. Nhưng mà khi người ta đến rồi mà các bạn hơn cái này, các bạn hơn cái cửa hàng khác này, thì các bạn sẽ giữ được chân khách hàng nhé. Yeah.